Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay em giới thiệu thêm một cái cây Catum nữa. Thì cây này nó cũng là cái cây lai, nó cũng là cái cây Imbrix vừa rồi ấy. Thì là cái cây này nó là cây lai mà nên là nó sẽ không giống nhau hoàn toàn, sẽ có cây nọ cái kia. Nhưng khi mà nhà em nở ra những cái bông như này thì em sẽ nhận định cây nào môi hoa của nó là hồng chấm hay là viền vàng hay là có màu đậm hay là tâm vàng gì đó thì em sẽ ghi rõ ràng luôn, chứ không thể uông theo cái kiểu ngày trước được. Ngày trước ý, thì những cái cây màu như này em hay chỉ gọi là màu hồng thôi, những cây này em không ghi chi tiết nó là hồng gì cả. Những cây này thì môi hoa nó chấm thì em sẽ gọi là hồng chấm. Thì cây này nó vẫn là cây Catum Piratum Imperii. Thì cái cây Imperial này thì nó là cái cây được lai tạo từ hai cây với nhau. Thì cái cây Catum này thì nó được lai tạo nên nó sẽ có cái cây màu nọ màu kia, nó sẽ không thể giống hệt bố mẹ nó nhân ra được. Đấy, thì trừ khi mình trồng tách chiết. Ví dụ như những cái cây này bây giờ mà em tách chiết ra thì hoa nó sẽ giống hệt nhau. Còn những cái cây mà nó không phải là tách chiết ấy, mà nó là lai giữa hai cây với nhau thì nó sẽ ra những cái cây con. Là có cây thì nó sẽ thiên màu hồng, cây thiên màu đỏ, cái đỏ đậm ấy. Thì mỗi cây sẽ thiên một màu, nhưng mà về cơ bản là nó sẽ ra những cái màu cơ bản của nó. Ví dụ như là cái hai một cái cây như cây này thì nó sẽ ra màu hồng, hồng hồng, có cây thì hồng đậm, có cây thì hồng mận, có cây thì hồng hồng nhạt hơn. Có cây thì môi hoa chấm, có cây thì môi hoa lưỡi bẹt, có cây thì môi hoa gần đại loại là gần gần hết ấy. Không gọi là bệt, có nghĩa là gần hết. Và có cái cây thì môi hoa chấm, có cây môi hoa thì có viền, có cây thì không có viền. Thì cái cây Piratum Imperii này thì nó có vài mặt bông khác nhau. Thì cái tên tiếng Anh thì em vẫn sẽ ghi đầy đủ để mọi người cùng tham khảo và cùng tìm hiểu thêm, bởi vì nó là cây lai. Thì còn về cái thân lá của nó thì là nó giống nhau đến rất là lớn và gần như là giống hệt nhau. Thân lá giống hệt nhau nhưng hoa nó chỉ khác nhau một chút thôi. Thì như cây này thì em gọi nó là cây hồng hồng chấm để cho mọi người cùng biết. Hồng mận chấm đấy, màu hồng nó khá đậm chứ nó không phải hồng nhạt. Đây thì em nói về cái tên nó rồi thì em vẫn ghi ra đầy đủ mọi tên khoa học để mọi người chúng ta cùng biết và tìm hiểu thêm. Em giới thiệu về thân lá của nó thì nó không khác gì những cái cây Imperii ngày trước cả. Cây này thì thân lá của nó thì dài khoảng, cao khoảng tầm độ tối đa là 25, chắc khoảng 25, khoảng 25, 25 nhưng có thể nó sẽ là 30. 30 thì sẽ rất khó, nhưng khoảng 25 thôi. Cây này chỉ khoảng 25 thôi. Mình nuôi dài đến đâu thì nó chỉ tầm này đổ về thôi. Em thấy một củ này là rất là đạt rồi. Là nói về cái củ của nó, củ của nó thì nó dài tối đa là khoảng như vậy. Nhưng còn những củ ngắn thì nó sẽ củ nào mà mình trồng nhiều nắng nhá thì nó sẽ ngắn hơn. Và nó ngắn hơn thì thường nó sẽ phình củ sớm hơn. Như cái này thì nó phình củ muộn hơn, thì nó sẽ củ nó dài và cái độ phình nó sẽ ít hơn. Đấy, với nuôi nắng thì nó sẽ phình to hơn. Nhiều nắng thì phình to, còn ít nắng thì nó sẽ dài hơn như này. Nhưng mà thường thì em nuôi trong một cái môi trường ấy thì nó không hẳn là phụ thuộc chỉ nắng không, mà nó còn phụ thuộc vào cái việc là nảy mầm của nó. Có cây nảy mầm sớm, có cây nảy mầm muộn thì phụ thuộc vào cái sức khỏe của cây ấy, ngay từ đầu. Phụ thuộc sức khỏe của nó, chứ không phải cây nào cũng đều có thể phình tròn củ hay là phình hay dài củ. Thì nó phụ thuộc vào nảy mầm này, ánh sáng này, rồi chăm sóc, phân bón. Nói chung nó nhiều thứ. Đấy, thì cái to độ to của cái này thì nó khoảng từ 4 đến 6 cm, rất là to. Cao khoảng từ 10 đến 15 đến 25 cm, nó khá là to. Thân của nó thì thường những cái cây màu hồng hay màu tím này ấy, thì nó sẽ hơi có một chút gọi là có ngấn màu sắc thân nhá, em nói đến màu sắc thân đấy, chị thấy không ạ? Thân nó hơi có ngấn tím này đấy, nhưng riêng cái đen thì nó lại khác. Cái đen thì nó không ngấn như này đấy, mọi người thấy không ạ? Đây ngấn những cây hồng thường sẽ có ngấn và có chấm như vậy. Đấy, thì có chỗ đây mọi người nhìn ạ, có ngấn và có chấm màu.
Ở cái ngấn cổ này, khi mà lá nó già thì nó sẽ gãy ở cái ngấn cổ đi, nó sẽ rơi ra. Còn cái bẹ này thì nó vẫn ôm trọn ở cái thân này. Thì nói tiếp đến cái lá của nó. Lá của nó thì dòng cắt tum thì bao giờ nó cũng có gân như này. Có gân. Cái lá này của nó sớm muộn nó sẽ rụng hết, nên là mọi người đừng quan trọng quá về cái lá nhé. Kể cả bây giờ cắt hết lá đi nó vẫn có thể ra hoa bình thường, không ảnh hưởng gì đến cái việc ra hoa của nó cả. Cái lá của nó thì nó dài khoảng những cái lá ở dưới này thì nó sẽ ngắn. Ngắn nhất nó khoảng từ 10 đến 15 cm, và những cái lá ở giữa tầm trung là ra thì nó sẽ dài hơn. Nó dài cứ như cái lá này thì mọi người nhìn thấy là nó dài khoảng tầm 40. Khoảng 40 đến 45, có thể là 50 cm, thì nó cũng phụ thuộc vào cái ánh sáng ấy. Ánh sáng thì mới đánh giá được cái cây là nó dài hay là ngắn. Ánh sáng của nó, ánh sáng thường mát thì lá dài hơn, còn nắng thì lá sẽ ngắn hơn và to hơn. Còn độ to của cái lá này thì nó to khoảng từ 5 đến có thể là 15 cm, thì nó phụ thuộc vào từng điểm lá to ấy. Đây mọi người thấy này, như cái này, cái lá em đang cầm này nó phải rơi vào tầm độ 7 đến 8 cm, nhưng có những cái lá thì nó sẽ to hơn. Đây là nuôi với cái thể trạng cây này là lá không phải là lá to. Cây nào nhiều nắng thì lá to thì em sẽ biết, ví dụ như cái lá trên này của nó phải tầm độ 10 cm đấy, ví dụ thế. Thì như cái lá trên hẳn này thì nó nhỏ hơn đấy. Thì những cái lá ở gần tầm tầm giữa củ này thì nó rất là to, xong rồi ở dưới nhỏ, xong rồi giữa to nhất, xong rồi trên này thì nó sẽ lá nhỏ hơn, còn dài thì vẫn là ở giữa và trên gần đỉnh là sẽ là dài nhất. Tiếp theo em sẽ nói đến cái vấn đề là ra hoa, màu sắc, hương thơm. Ra hoa của nó thì cái dòng cát tum ấy, nó không phải như thiên nga mà chúng ta gọi cát tum là gọi viết tắt của cái tên khoa học của nó. Còn thiên nga thì nó là cái dòng CC, thì nó là cái cây khác. Thì em sẽ nói về thiên nga sau. Còn cái dòng cát tum này thì nó là ra hoa dưới gốc. Đấy, anh chị thấy không ạ? Ra hoa dưới gốc. Nhưng cái cây này bản thân nó là ra hoa, nó có thể là dựng lên. Đây, có cây thì nó dựng thẳng tưng lên như này mà em không bổ cái gì luôn. Nó dựng thẳng sẵn. Đấy, còn khi mà có những cây thì nó sẽ hơi nghiêng ra ngoài. Nó hơi ngả ra. Nó hơi ngả ra thôi. Nó chỉ ngả đến cái tầm của nó, đến tầm này thôi. Chứ nó không như cái cây này thì nó không thể ra hoa xong nó rủ cong xuống được. Nó không thể rủ xuống đất như là cái cây xanh được. Như cái cây Remoraine, ví dụ thế. Ví dụ cái xanh lưỡi trắng hay cây xanh tuyền ấy, nó ra nó rủ ở đây. Nó ra cái nó rủ luôn. Đấy thì là cái kiểu hoa của nó sẽ nói lên cái vấn đề là nó là gen của bố mẹ thằng nào. Đấy thì cái cây này thì nó ra nó sẽ chỉ ra ngang này thôi. Ra ngang hoặc là dựng lên. Như cây này nó dựng lên. Có những cái cây mà cái cây này ấy, thì là nó dài hơn ấy, thì nó nặng thì nó hơi ngả ra một chút. Nó hơi ngả ra này. Nó hơi ngả ra chứ nó không phải là dựng lên nữa. Như cái này thì nó ít bông và nó cần khá là to nên nó dựng lên. Còn như có thể là cái nụ ở dưới này thì nó sẽ ra nó sẽ ngả hơn, bởi vì theo chiều hướng nụ, chiều hướng và ánh sáng và lúc mà mình nuôi trồng. Nhiều cây ấy, là mình nuôi chặt ấy, thì cần hoa sẽ phải nhoi thẳng lên để hướng ánh sáng. Nhưng nhiều đến khi mà một một thời gian nào đó mà mình treo chỗ thoáng hơn ấy, thì cần hoa nó sẽ ngả ra để là cũng hướng theo ánh sáng, nhưng nó cũng sẽ và vừa là gen và vừa là ánh sáng mình nuôi trồng, chứ không phải là chỉ có gen không. Cần hoa cái này thì tương đối dựng, cần to. Cần hoa của nó thì màu xanh. Ra hoa thì cũng là màu xanh, xanh trắng, không có ám gì cả. Và nó to khoảng 0,3 đến 0,5 mm, có thể là to đến 7 0,5 cm, có thể là lên đến 0,7 cm, có nghĩa là 7 mm, nó rất là to. Còn chiếc đũa ấy, nó dài khoảng từ 20 đến có thể là 40-50 cm, có thể dài hơn. Và mỗi trên mỗi cần hoa của nó thì nó rơi vào khoảng từ 5 đến 10 bông, và có thể tối đa là có thể hơn, nhưng mà em thì cũng không để ý lắm, nhưng mà thấy là nó cũng khoảng tầm xem xấp xỉ 10 bông gì đấy, hoặc trên dưới 10 bông. Như cái cây đây là 7 bông thì là nó cũng là một cái cây rất là to. Bông hoa của nó thì khá to. Bông hoa của nó đây là một cái bông hoa của nó to. Bông hoa của nó thì nó khoảng từ 5 đến 7 cm, có thể là 7 đấy, có thể là 7 hoặc là 8 cm đấy. Bông khá to. Bông khá to với cái to đấy, nó to đấy. Em thấy là nó to khoảng 5 đến 7 cm, có thể là to hơn 7 cm, có thể là 8, 9, 10 cm đấy. Thì nó phụ thuộc vào khi mà ít bông ấy, thì nó sẽ bông nó to, nhiều bông sẽ nhỏ hơn, thường là như vậy. Nhưng còn cái gen cái này thì nó vẫn là cây cây tương đối to rồi. Cái màu sắc hoa của nó thì là màu hồng mận. Màu hồng mận khá là đẹp và nó chấm lung tung. Chấm lung tung chứ nó không được mịn, nó không có màu mịn ở chỗ nào cả. Đấy. Thì nó chấm lung tung. Cây này có hương thơm.
Hương thơm thì nó hương thơm của nó là vào buổi sáng nó chủ yếu, trưa thì nó mùi nó nhẹ hơn và gần như là đến chiều gần như là không có. Đa phần nó như vậy. Cái cát tum nào cũng thế, hay là dòng thiên nga, đa phần là sáng thơm nhưng mà chiều thì nó sẽ nhẹ hơn hoặc là không có hương luôn. Không hương thì tùy phụ thuộc vào ánh sáng hoặc là khi mà nó ra hoa mình đang chăm sóc ở môi trường nào. Đấy. Thì đây nó là một cây rất là đáng sưu tầm và cũng là một cây mà có thể nói là hoa rất là đẹp. Và chơi những cái cây này thì hoa nó rất là dễ hoa. Anh chị thấy là có một cần hoa rất là to rồi nhưng mà ở dưới nó vẫn còn một nụ. Thì một cây của nó ra hoa tối đa thì thường em thấy là khoảng 3 đến 4 4 cần hoa là hết hết cỡ. Còn không thì nó chỉ từ 1 đến 2 cần hoa thôi. Còn nó có thể ra đến 3 4 cần hoa thì tùy phụ thuộc vào từng cây, từng màu sắc của từng loại. Thì mọi người có thể tham khảo thêm trên kênh Thiên Là Ngàn Hoa của em cũng nói rất là rõ về tất cả những cái cây cát tum hoặc là những cái cây lan khác mà em nuôi và nó nở hoa như em có sự chiêm ngưỡng thì em đều nói chi tiết để chúng ta cùng tìm hiểu về dòng, về thân lá, về kiểu ra hoa, hương sợ, hương thơm, màu sắc, cách trồng thì nó như nhau, cứ nên trồng một loại giá thể, đơn giản vậy thôi. Cảm ơn tất cả các anh chị đã theo dõi và ủng hộ em trong thời gian vừa qua. Xin chào tất cả mọi người và hẹn gặp lại vào những video sau. Xin cảm ơn.